Bát hương có 7 dấu hiệu xui xẻo này phải thay ngay lập tức, kéo mất hết phúc lộc, tiền bạc, đội nón ra đi, làm mãi không giàu. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, người Việt chúng ta thì ai cũng biết bát hương nó là một cái vật linh thiêng được đặt trên bàn thờ mà bất cứ gia đình nào cũng phải có. Nhưng mà quý vị cũng đều biết rằng mỗi một số cái dấu hiệu bất thường nó xảy ra trên bát hương ấy hoặc là trên ban thờ nó cũng sẽ cảnh báo những cái điều xui xẻo sắp đến với gia chủ hoặc là các thành viên trong gia đình. Theo quan điểm của thế giới tâm linh, cái việc đặt bát hương không thể tùy tiện theo cái sở thích hay là theo cái cảm tính mà cần đến cái sự tư vấn kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Nếu mà đặt bát hương đúng cách thì gia đình cũng sẽ được hưởng vận may, phát tải, phát lộc. Còn nếu như mà đặt sai cách hay là gì, có những cái dấu hiệu bất thường thì nó cũng sẽ mang lại những cái điểm xui xẻo, mang lại cái tai họa cho gia đình. À, bên cạnh đó, nếu mà nhà quý vị mà thấy một trong những cái bảy dấu hiệu sau đây thì cần phải xem xét thật kỹ bát hương nhà mình để có được cái sự may mắn bình an và tránh được những cái hung họa, những cái điều xui xẻo nó xảy ra trong cuộc sống. À, thưa quý vị, và ngay sau đây là những cái dấu hiệu bất thường trên bát hương mà quý vị cũng cần phải lưu ý để tránh phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh. À, quý vị thân mến, thì cái dấu hiệu mà chúng ta thường thấy nhất đấy mà ai cũng sợ đó đó chính là bát hương bị cháy mà người ta gọi là gì là bát hương bị hóa đấy không? bị hóa bát hương hóa là bị cháy thì bát hương bốc cháy nó là cái điểm báo gì à, thưa quý vị theo cái quan niệm tâm linh của người Việt ấy thì mỗi một cái hiện tượng xảy ra trong cuộc sống thì đều ứng với một cái điều gì đó chuyện bát hương nó bốc cháy cũng vậy nó cũng được xem là một cái điểm báo từ cõi âm nó có thể sẽ tốt xấu nhưng mà chúng ta cũng cần phải xem nó là hóa như thế nào đã và đôi khi ấy, nó cảm thấy cho những người khác cảm thấy là hoang mang lo lắng khi mà có hiện tượng bát hương bốc cháy hay là gọi là hóa bát hương thì chúng ta cũng cần phải biết đến những điều sau đây thứ nhất là bát hương cháy ở phần trên thành ngọn lửa lớn người ta gọi là hóa dương thì quý vị cũng không cần phải lo lắng điều gì cả đây là một trong những cái điểm báo vô cùng tốt lành thường thì nếu mà gia đình gặp cái hiện tượng này thì nó cũng báo hiệu là gia đình sẽ gặp nhiều cái may mắn hạnh phúc tài lộc và cũng sẽ có những cái may mắn nhất định đến với cuộc sống có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thứ hai là nó cháy từ dưới lên, tức là chúng ta thấy cháy từ bắt hương lên ấy thì người ta gọi là hóa âm đúng không ạ? À, thưa quý vị. Nói chung ấy thì cái này nó có thể là do cái tàn hương nó rơi xuống cái bát hương và để lâu ngày ấy, thì nó có sự bị cháy nó cái cháy âm ỉ. Thì quý vị thấy trong một số trường hợp khi mà chúng ta tiến hành nhập chạch thế là vào nhà mới hay là bắt hương mới ấy, thì cứ chúng ta thắp hương chưa hết mà cái chân hương đã bị gãy. Đó thì đó chính là cái điểm báo mà là gì? Cái bát hương nó bị hóa âm. Thì chân hương nó cháy âm ỉ từ phía dưới lên, không tạo thành cái lửa lớn. À, có thể tạo ra những cái làn khói đặc trưng. Đây hoàn toàn là một cái điểm báo không tốt, báo hiệu sắp có chuyện xảy ra. Đấy. Và những cái chuyện may mắn hay xui xẻo thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. À, thứ nhất là nó báo hiệu về cái vấn đề mồ mả Của những người thân à, Có thể là bị động Lúc này thì quý vị nên kiểm tra xem Có phải là sự thật là như vậy hay không Nếu không có kinh nghiệm ấy Thì có thể nhờ đến các chuyên gia tư vấn Hoặc là những ông bà trong dòng tộc của mình để được giúp đỡ Thứ hai là gia chủ là chắc chắn sẽ Phải đối mặt với những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống từ cái chuyện làm ăn đến cái chuyện gia đạo cũng gì xảy ra nhiều cái biến động à, có thể là gì sắp bị mất cắp mất trộm hoặc là chuyện làm ăn nó có thể gặp trục trặc giữa chừng đó à, việc của bạn là cần phải hết sức bình tĩnh và nhắc nhở những thành viên trong gia đình phải cẩn thận tránh những cái trường hợp xui xẻo có thể xảy ra à, trong trường hợp mà bắt hương bị hóa thì sau khi bắt hương hóa xong thì chúng ta cũng nên bốc lại bắt hương nhá cái giải pháp là gì bốc lại bắt hương bốc lại đúng không ạ đó bốc lại bát hương để được may mắn và bình an còn thời điểm bốc bát hương thế nào thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về việc là ngày tốt bốc bát hương nhé cái dấu hiệu thứ hai cũng xui xẻo mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là bát hương bị gì không có cốt nhá không cốt thưa quý vị nói chung ấy cốt chính là cái sự hội tụ linh khí của đất trời trải qua hàng ngàn năm hàng vạn năm thì mới có thể là hình thành được đặt cốt cho bát hương giúp cho cái bát hương đó trở nên linh thiêng hơn và đúng chuẩn phong thủy hơn từ đó cũng sẽ giúp đến tài lộc thịnh vượng và cái sự giàu sang phú quý cho gia chủ à, trong cái bộ cốt thất bảo thì bao gồm sẽ có gì thứ nhất là gì có vàng bạc mã não san hô ngọc trai hổ phách phỉ thúy và kèm theo một cái dây chỉ ngũ sắc để điều hành ngũ hành cho bát hương. Bên cạnh đó trong cốt thất bảo thì có thêm một cái tờ di hiệu nhé. Đây, quý vị đây là mặt phải của tờ di hiệu dùng để ghi cái hiệu lệnh của bát hương nó thở ai. Vị phụng thờ thần linh thổ địa, chư vị tôn thần hoặc là phụng thờ hội đồng bà cô ông mãnh, chư vị chân linh hoặc là phụng thờ hội đồng gia tiên dòng họ vân vân, đó, chư vị chân linh đó. đó. Hoặc là gì? À, quý vị có thể khi bàn thờ thần tài, bàn thờ Phật thì tất cả đều có hướng dẫn chi tiết đúng không ạ? Thì bên cạnh cái cái cốt thất bảo này này, cái tờ giấy hiệu ấy thì chúng ta cũng có một cái tờ giấy trang kim để chúng ta gói cái cốt thất bảo Để phòng cái trường hợp đầu tiên là bắt hương bị hóa thì cái cốt thất bảo nó không bị cháy thì chúng ta chỉ việc bốc lại bát hương thì nó cũng sẽ linh ứng đúng không ạ và không phải thay cốt nữa à, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái cốt thất bảo nhá tiến hành công việc bốc bát hương cho nó được chuẩn chỉ hanh thông khi mà bát hương có cốt thì nó mới lưu giữ được linh khí lưu giữ được lời nguyện cầu và giúp cho các vị ngự được lâu hơn thì cái bát hương nó mới có linh đó bát hương có linh cầu mỹ nó mới thành được đó à, thưa quý vị ở bên cạnh đó vì lo ngại cái việc thực hiện cái nghi lễ chưa đúng mà mạo phạm hầu hết người Việt thường đem bát hương lên chùa nhờ các sư thầy hoặc là nhờ các thầy bốc cho thực tế thì ai cũng có thể bốc bát hương ai cũng có thể nhé từ thông nhấn mạnh là ai cũng có thể bốc bát hương nhưng mà gia chủ đích thân bốc sẽ là tốt hơn cả bởi cái việc thờ cúng nó là cái hành động thể hiện cái tâm nguyện cầu mong và cái sự thành tâm của gia chủ chứ không phải là của ai khác vì vậy nên là gì bốc bát hương gia chủ tự làm và quan trọng nhất thì bát hương bên trong thì phải có cốt thất bảo thì mới lưu giữ được cái linh khí lời nguyện cầu và thể hiện được cái tâm thành kính làm việc chuẩn chỉ đúng đắn của của gia chủ hiểu đơn giản thì cốt bát hương là cái thứ đựng trong bát hương để giúp gia chủ có thể là cắm nhang à, cốt bát hương bao gồm các vật phẩm như là cốt thất bảo bao gồm vàng bạc mã não sao đỏ thì bên cạnh đó nó cũng còn một cái gói gọi vàng thần tài để gì để nạp tài cho bát hương đúng không? giúp bát hương được linh ứng hơn tử thông giới thiệu trước về một cốt cốt thất bảo nhá cốt thất bảo nó là một cái vật linh thiêng để trong bát hương dùng cho việc thờ cúng của gia đình là biểu hiện tâm linh bên trong cái bát hương trong việc thờ cúng đó là nơi mà mỗi khi mà thắp hương tưởng niệm cầu cúng hướng đến tổ tiên thì các vị thần linh À, cũng như là gì gia chủ cũng sẽ gửi cái lòng thành kính và cõi vô hình gia chủ sẽ cắm nén hương thơm đốt vào đấy trong tiếng hán thất là bảy bảo là bảy bằng cái bảo vật thì thất bảo thì hội tụ đầy đủ linh khí của đất trời hội tụ bao gồm gì có kim mộc thủy hóa thú thổ đúng không ạ và nó cũng sẽ mang những cái sự may mắn nhất định cho gia chủ đó vậy nên là gì khi mà bốc bát hương thì không thể thiếu cái cốt thất bảo được đúng không ạ À, thưa quý vị, à, bất kỳ làm cái gì như vậy Thì cái phong thủy nó ưu tiên cái sự sạch sẽ à, Cái sự chỉn chu Và cái sự ngăn nắp Chu toàn Vậy nên trên bàn thờ trước khi bốc bắt hương Hay là trước khi mà lau dọn bàn thờ Hay là trước khi cầu cúng Thì bao giờ bao giờ chúng ta cũng cần phải lau sạch bàn thờ nó Bao sái Giúp cho không gian thờ cúng nó sạch sẽ Khi đó thì Nói chung là nhà chúng ta bẩn, chúng ta không chả muốn ở cũng chỉ là các cụ đúng không ạ Vì vậy mà quý vị sẽ sử dụng một cái khăn sạch khăn sạch để lau dọn bàn thờ đấy à, quý vị không nên sử dụng các loại khăn bẩn như khăn lau bàn lau ghế khăn lau nhà rồi đi lau bàn thờ thì không đâu ở đâu cả đúng không ạ à, bên cạnh đó thì cũng không dùng các loại khăn mà quý vị bỏ đi để lau bàn thờ mà quý vị nên dùng một cái khăn chuyên dụng nhá để quý vị có thể ra chợ mua một khăn mới à, sau để sử dụng đau đi lau lại nhiều lần cũng được bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để mà lau dọn ban thờ cho được thì chuẩn chỉ và thơm tho cái nước này rất thơm, nó bao gồm các loại thảo dược tự nhiên như là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hoàn, chanh xả vân vân ấy. À, toàn là các hương liệu tự nhiên, đơn giản nó sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng được sạch sẽ, thơm tho, à, giúp cho các vị ngự được lâu hơn, cầu gì thì cũng sẽ được đấy, đúng không ạ? Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương à, dùng để lau dọn bàn thờ cho nó thơm tho sạch sẽ, à, giúp cho không gian thờ cúng nó lại mang lại cái vượng khí và an yên để giúp xua đuổi côn trùng xua đuổi rán kiến rồi muỗi cũng như là cái uế khí cái tà khí ra khỏi cái không gian thờ cúng như mình trong mỗi cái chai nhất tâm hương thì đều tặng kèm một cái khăn Đấy, tặng kèm một cái khăn chuyên lau văn thờ đâm ra là quý vị có thể thì yên tâm khi mà sử dụng và sẽ không lo phải phạm phải đại kỵ vì bất kính với thần linh đúng không ạ đó đó là cái dấu hiệu thứ hai là bát hương không có cốt còn cái dấu hiệu thứ ba mà quý vị có cần phải lưu ý là bát hương bị sứt mẻ hay là gì vỡ à, thưa quý vị nói chung ấy khi mà bát hương bị sứt mẻ hay bị vỡ ấy, thì có rất nhiều cái ý kiến trái chiều khác nhau vì cái hiện tượng là bát hương bị sứt mẻ rơi vỡ à, những người mà không tín thì đây cho rằng đây là cái chuyện hết sức là bình thường à, do sử dụng bát thờ lâu ngày nên là có thể là gì bị đổ vỡ sứt mẻ là cái chuyện bình thường à, tuy nhiên trong văn hóa thờ cúng tâm linh của người Việt thì đây là cái điểm báo có thể xảy ra trong cái thời gian sắp tới đối với gia chủ hoặc là do gia đình không chăm lo nhang đèn hương khói cho bể trên một cách là thành tâm và chú đáo thì ngoài ra ấy, à, khi mà bắt hương bị đổ vỡ thì cũng là cái điều kiên kỵ đấy trong tâm linh à, có thể là gì chuột bọ nó chạy nó làm vỡ hay là ruồi mũi à, hay là gì Có mèo nó xua đuổi hay là những cái chuyện mà à, sơ ý đó, có trẻ con nó nghịch nó vứt quả bóng hoặc ném cái gì đó vào mà làm vỡ vân vân thì về mặt phần âm ấy thì quý vị cũng xem lại xem là cái mồ mả nó có biến động không hay là có bị động chạm gì hay không? Nếu có thì cần phải gì thực hiện cái nghi lễ để hóa giải. À, trong trường hợp này thì quý vị cũng nên bình tĩnh và dọn dẹp sạch sẽ làm lại ban thờ chắc chắn hơn cũng như là gì làm những cái khung bảo vệ cái ban thờ đấy để tránh những cái hiện tượng như là chó mèo hoặc là gì những cái đồ vật nó rơi nó rơi vào khiến cho bát hương bị đổ vỡ. Có nghĩa là gì? Quý vị nên sắp xếp cái ban thờ nó chu đáo để rước được cái tài lộc nhiều hơn. Nếu mà có điều kiện thì quý vị nên sử dụng bàn thờ hoặc sập thờ ấy, thì nó cũng sẽ đỡ được phần nào cái cái hung họa này. À, trong trường hợp bát hương mà bị sứt mẻ thì quý vị cũng nên thay nhé, nên thay, à, chọn thời điểm thích hợp để thay và sử dụng cái cốt thất bảo để nạp cốt vào cho bát hương, cho bát hương được linh ứng hơn. Đó, đó, đó là cái dấu hiệu thứ ba. Tiếp theo dấu hiệu thứ tư, đó, đó là bát hương bị trông chênh, tức là gì? Tọa không vững không vững à, Thưa quý vị khi bát hương và đặt trong tranh Thì như đã nói ở trên cái bát hương nó cần phải được gì Thứ nhất là đảm bảo là nó được yên tĩnh Và nó chắc chắn không bị rung rinh Đấy để bắt hương là cái vật linh thiêng nên cần phải được đặt cố định không nên liều lĩnh đặt ở nơi trông tranh hay là đặt lệch bên trái hay là bên phải tại trong mỗi cái ban thờ thì nó đều có một cái mặt nguyệt một là cái mặt nguyệt, hai là cái mặt âm dương, thứ ba là những cái hình thủ ấy, hình chữ thập hoặc là những cái hoa văn người ta định hình ở giữa cái bàn thờ thì quý vị gióng lên một cái là chúng ta đặt thẳng luôn. Đó. Vậy nên quý vị cũng chú ý đến những cái điểm đó để chúng ta căn cái vị trí bát hương sao cho thẳng, không bị lệch trái, không bị lệch phải. Đấy cho dù bàn thờ lớn nhỏ thế nào thì cũng phải để người ta cũng thường đặt ba bát hương. Đó. À có người Việt thì có nhiều cách, một có thể là một bát hương, hai bát hương, ba bát hương nếu mà đặt ba bát hương thì bát chính giữa là bát to nhất để thờ quan thổ công thổ địa táo quân hai bát hai bên là ông bà gia tiên và bà cô ông mãnh trên bàn thờ luôn phải có đèn dầu hoặc là gì nến để tỏ sự thành kính tôn nghiêm đối với các vị thần linh cũng như là gia tiên đó cái đề kiện thứ năm là không để cát trong bát hương nhé à, thưa quý vị nói chung nhiều gia đình đổ cát vào bát hương để cắm hương mà không ngờ đây là một cái quan niệm sai lầm Đấy. À, các chuyên gia phong thủy vẫn khuyên Cát là cái thứ bụi bặm ô uế Nên để trong cái vật linh thiêng như bát hương ấy, Thì gia chủ sẽ khó tránh khỏi những cái tai họa, những cái xui xẻo Tốt nhất là, là gia chủ nên lấy cho nếp, cho bếp Đấy được đun bằng dơm hoặc là bằng chấu bỏ vào à, có như vậy thì cái tài lộc nó mới được vững và nhà nó được vui vẻ hạnh phúc còn cát nó ở cái ngoài đồng nó chứa nhiều cái tà khí cái tạp khí cái âm khí À, còn cái cho nếp ấy Cái cho ấy Khi mà chúng ta đốt lên rồi Nó cũng sẽ gì Được hỏa Nó sinh ra Nó cũng đốt đi những cái xui xẻo Đốt đi những cái ám muội Và nó còn lại là cái thành quả Đấy Là thổ nó Để cho trong bất hương Nó hoàn toàn là hợp lý Đúng không ạ à, Cái thứ sáu Cái điều kiên kỵ thứ sáu Là quý vị xê dịch bất hương Đúng không ạ Xê dịch bất hương à, Thưa quý vị Không phải là lúc nào Chúng ta xê dịch bất hương được Mà nó cũng phải có thời điểm tại vì cái phần âm ấy chúng ta làm chúng ta phải hết sức cẩn thận Bát hương thường được đặt ở chính giữa bàn thờ và tuyệt đối người ta cũng kiêng trong vòng một năm không tùy tiện di chuyển đấy à, chỉ khi chọn được những ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc lau dọn bàn thờ hay là gì tỉa chân nhang thì quý vị mới được di chuyển kéo lại gì à, mang lại những điều xui xẻo tai họa đến với gia đình đó quý vị nên chú ý đến cái thời điểm cuối năm và có thể tiến hành công việc bao sái hay là chọn ra những ngày lành tháng tốt thì những cái ngày lành tháng tốt để bao sái bốc bát hương hay là gì bốc lại bát hương hay là lau dọn bàn thờ thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí quý vị nhé à, nói chung ấy thì nếu mà quý vị trong trường hợp mà quý vị tiến hành là lau dọn bàn thờ mà bốc bát hương ấy, hoặc là gì tỉa chân nhang ấy bốc lại bát hương hay tỉa chân nhang ý, thì những cái chân nhang còn lại thì quý vị có thể mang ra sông ra hồ hoặc là gì hóa cùng với vàng mã sau đó mang cái cho đổ vào gốc cây để mà gì mang lại cái may mắn tài lộc cho quý vị nhé. Đó, à, cái thứ bảy mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó, đúng không ạ? Đó chính là gì? Cái bát hương không được dùng bát hương đá. Thưa quý vị, cái điều này thì cũng hết sức là quan trọng đấy. Nhưng mà tử thông thấy là hầu hết là mọi người không dùng bát hương đá mấy. À, cái bát hương làm bằng đá là cái điều tối kỵ bởi cái chất liệu này nó chỉ phù hợp uh, đặt ở ngoài trời như là đình đền miếu phủ chùa chiền uh, chứ không hợp với ban thờ ở trong nhà nếu như mà gia chủ cố tình sử dụng cái chất liệu này thì có thể sẽ khiến cho tài lộc theo gió mà bay. vì vậy gia chủ cần phải hết sức lưu ý nhé về những cái điều đại kỵ này để không mắc phải những cái đại kỵ trong tâm linh và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. À thưa quý vị thì trong thời gian vừa qua ấy, Tử thông gặp được rất nhiều cái câu hỏi như là nhà tôi thờ một bát hương thì sao thờ hai bát hương thì sao nhà tôi thờ năm bát hương thì sao vậy thì số bát hương trên bên thờ bao nhiêu là đúng đúng không ạ và khi mà đặt ba bát hương hai bát hương một bát hương ấy, thì có một cái quy chuẩn nào không đúng không ạ tại vì ấy thưa quý vị nói chung ấy trên bàn thờ giá tiên thường đặt là 1, 3 hoặc là năm bát hương đúng không ạ cái trường hợp hiếm hoi lắm như từ thông chia sẻ trong cái video của bác huy ấy, thì nhà bác đặt hai bát theo quan niệm phong thủy đó à, cũng có gia đình thì chỉ đặt một bát hương do là khi xây nhà đôi khi là họ nói là họ mượn tuổi và các thầy bảo khi mượn tuổi cần phải đổi với đúng gia chủ hoặc là gì quyết định thờ chung thần linh gia tiên và một bát Tại có nhà bày đến tận năm bảy bát hương mỗi người một bát nói chung là ban thờ cứ chật kín cả đó. vậy thì cái quan niệm nào là đúng thì thưa quý vị theo cái tín ngưỡng dân gian lâu nay của các gia đình ấy, thì cái việc thờ cúng thường là ưu tiên số lẻ 1, 3, 5, 7 đúng không ạ và cái số lượng bát hương mà hiện nay các thầy phong thủy cũng như là các thầy các thầy cúng tư vấn hoặc là các thầy đồng ý, thì chủ yếu là gì chỉ là tư vấn về ba bát hương và sắp xếp theo thứ tự là cái bát to nhất ở giữa là bát thờ bà tổ cô à, bà cô tổ ấy đúng không ạ nếu mà với bên đồng đúng không? còn bình thường thì bát giữa to nhất sẽ là cái bát thờ thần linh thần linh thổ địa. À, bát bên, bên trái thì nó là bát hương thờ bà công mãnh và bát bên phải là thờ gia tiên. Đó. À, cũng có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên ông bà bố mẹ cụ kỵ bà công mãnh khiến cho bàn thờ nó bị quá tải, bày không đúng cách sẽ không tận dụng được cái sức mạnh tâm linh. đó Chưa kể có những nhà mà trong bát hương thì không đủ, không ghi cái cốt đó thờ ai đây không có cả cái tờ giấy di hiệu của cốt thất bảo nữa cái bát hương đó không 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 có thờ ai vô tình nó lại khiến cho cả gia đình phạm vào cái điều đại kỵ đó thì bên cạnh cái việc chú ý đến cái bát hương thì gia chủ cũng phải lưu ý những cái điều sau đó. thứ nhất là như tử thông vừa chia sẻ trên ấy, thì khi lau dọn bàn thờ thì quý vị cũng cần phải là gì? sử dụng một cái khăn sạch đúng không? và không sử dụng nước lã để lau nhé mà quý vị nên sử dụng cái nước bao sái bàn thờ để giúp cho không gian thở cũng được sạch sẽ thơm tho hơn, à, giúp cho các vị ngự được lâu hơn, cầu gì được nấy, đúng không vị? À, bên cạnh đó thì quý vị cũng hạn chế dùng chổi, đúng không? À, không dùng chổi để quét ban thờ mà nên dùng cái khăn sạch để quý vị lau nhé. Tại ban thờ không nên nỗi nào phải dùng chổi quét đâu quý vị ạ. Nó không rơi nhiều mức đấy đâu. Như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và những cái điều đại kỵ bảy cái điều đại kỵ khi mà chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ, bốc bát hương và bảy cái dấu hiệu mà cái bát hương nó mang lại những cái điều xui xẻo cho cả gia đình. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.